Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bùi Dập Anh. Hôm nay mình sẽ đọc một bài thơ, đó là bài Quạt cho bà ngủ. Quạt cho bà ngủ, ơi chiếc chòe ơi, chim đừng hót nữa, bà em ốm rồi. Lặng cho bà ngủ, bàn tay bé nhỏ vẫy quạt thật đều, ngấn nắng thiu thiu đậu trên đường trắng. Căn nhà đã vắng, cốc chén im nằm im, đôi mắt lim dim ngủ ngon bà nhé. Hoa cam hoa khế chín lặng trong vườn, bà mơ tay cháu quạt đầy tiếng hương